Hello, Huynh xin chào mọi người. Hôm nay là chủ nhật, rất là đẹp trời, 80 mấy độ. Tụi Huynh đang ở trên vùng cao trên núi, nơi mà Huynh sinh sống toàn là những cái nông trại trồng trọt. Tụi Huynh chạy hôm nay chạy lên trên núi, Huynh quay lại cái cảnh này cho mọi người. Đây vắng lắm, không ai ở đây hết mọi người. Chiếc xe này là họ có giường ngủ, có nhà bếp ở trong đó luôn, nhỏ gọn để di chuyển cho vacation. Ở sau này họ có cái trailer.